Hello, xin chào tất cả một. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại chương trình Trà Đá cùng FTT Land. Rồi đây là kênh. Thôi, từ từ. Sao ban biên tập lại chọn cái góc hình thế này, nó không hợp với chương trình thế nào? Người ta gọi là quay trở lại tuổi thơ. Suri Studio thì phải kiểu tuổi thơ một chiều chứ. Không, tôi không quay cái này đâu. Bố mẹ cười chết. Thôi, đi ra chỗ khác đi không ạ? Ok. Ở đấy tự nhiên ra cái khung cảnh mùa Giáng sinh như này có phải hợp lý không? Ông vừa chọn, ông biên tập không, ấy. Ông biên tập ông chọn chứ không phải tập chọn cái khung cảnh nhìn tuổi thơ dữ dội quá. Đây, đấy. Mùa Giáng sinh đúng phải phong cách này luôn. Đây, cây thông rồi. Đây. Tôi thích cái này lắm đây này. Tôi vừa nhìn thấy câu hỏi là có vấn đề chủ đề liên quan đến tình yêu mà không biết có liên quan đến cái sừng không đây này. Nói chung là Suri Studio là rất chu đáo trong cái vấn đề này. Ở Suri Studio là rất nhiều các bối cảnh khác nhau để mà cho gia đình và các bé lựa chọn. Nên là cảm ơn Suri Studio đã tài trợ cho chúng ta những cái góc không gian để mà quay cái chương trình này đúng không? Và giới thiệu qua một chút nữa nhỉ. Suri Studio là chuỗi hệ thống chụp ảnh cho gia đình và bé có thể nói là hàng đầu Việt Nam hiện nay. Riêng Hà Nội có đến 4 cơ sở rất là thoải mái. Và tất cả các tỉnh thành thì cũng có một số tỉnh thành là có những cơ sở của Suri Studio. Thì gia đình có mẹ và bé thì là và chụp ảnh gia đình ấy, thì nên đến Suri Studio là một thương hiệu về chụp ảnh cho gia đình có thể số 1 Việt Nam hiện nay. Rồi ok. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Thì đối với những cái câu hỏi mà của các khán giả hay là cũng như khách hàng, những cái độc giả mà gửi đến cho chúng tôi thì chúng tôi cũng đã tổng hợp và hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho anh em là hai cái câu hỏi và quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên luôn nha anh Sơn Núi. Ok. À quên, xin giới thiệu hôm nay là người ngồi cạnh tôi cùng đây đi với tôi suốt chặng đường đó là anh Sơn Núi. Không lại bảo là không giới thiệu này, về tự ái lần sau mời lại không đến thì chết. Rồi câu hỏi đầu tiên của một bạn có câu hỏi là: bố em năm nay 45 tuổi, em muốn chọn cho bố một chiếc áo da, nhờ anh tư vấn được không ạ? Câu hỏi cũng rất là khá thú vị đấy. Ok, câu hỏi này thì tôi cũng gặp rất là nhiều. Thực ra thì trước hết phải nói với anh là vấn đề là tư vấn là có hợp áo da hay nào hay không mà dựa theo độ tuổi là rất khó. Thì áo da là một cái sản phẩm đặc biệt mà đôi khi là chắc phải nhờ bác hoặc là gia đình đến trực tiếp thử thì là tốt nhất, thì là sẽ cảm thấy mình phù hợp như nào đúng không? Mình cũng biết là một số anh em mà rất yêu thích áo da và theo dõi kênh YouTube của FTT Leather và theo dõi fanpage của FTT là cũng có rất nhiều là anh em là kiến thức rất là ok, hiểu về tất cả loại da và các loại dáng áo thì cũng nghĩ là mình hợp kiểu này kiểu kia. Nhưng mà đến khi đến cửa hàng thì lại chọn một cái lựa chọn khác hẳn. Tại vì thực tế là khi mà khoác lên người và soi gương ấy thì nó sẽ khác hoàn toàn rồi, đúng không? Biết là nhìn thấy là mình sẽ hợp con nào là sẽ nhìn thấy ngay. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái câu hỏi này thì mình cũng dựa trên là những cái kinh nghiệm và những cái số liệu ấy thì mình muốn chia sẻ cho bạn một chút, thì coi như là để cho bạn có một chút căn cứ để mà lựa chọn áo da. Thứ nhất là nếu mà bố bạn là người form dáng khỏe mạnh và thể thao ấy, người bác mà to và cân đối không có bụng thì nên lựa chọn chất liệu da bò. Tại vì chất liệu da bò là một chất liệu mà nó tôn lên cái dáng thể thao của người mặt. Đó. Nếu mà bố bạn là người mà hơi đậm mà hơi có bụng một chút ấy, thì mình khuyến nghị là nên chọn chất liệu da dê, hoặc là có thể là chọn chất liệu da bò nhưng mà chất liệu da dê nó sẽ phù hợp hơn. Thì nó sẽ khiến cho người mặc nó hợp lý. Nếu mà bố bạn là người gầy mà dáng hơi nhỏ ấy thì nên chọn chất liệu da cừu. Tại vì nếu mà người đậm mà nhỏ thì chọn những cái dáng áo khuôn đứng như da bò hay là da dê thì trông cảm giác nó hơi lọt thỏm. Da cừu thì nó nhẹ nhàng, nó ôm người hơn. Thì đó là về chất liệu da. Anh có thắc mắc gì không? Không, tại vì tôi đang nghĩ là anh đang phân tích theo cái chiều hướng đầu tiên là đang là dáng người. Đúng rồi đúng không? Thì bây giờ anh có thể phân tích tiếp theo là về vấn đề ví dụ như là mẫu áo, form áo đúng không? Bây màu, giờ màu sẽ sắc. Màu sắc rồi form áo. Ok, rồi anh mình tiếp sẽ nói tục đi. Chút về màu sắc thì ví dụ như là bố bạn là người mà da trắng và sáng ấy thì có thể nên chọn da màu đen. Vì màu đen thì nó sẽ tôn lên cái da trắng và sáng ở trong nó rất là hòa nhã. Tuy nhiên nếu mà da bố bạn mà lại hơi nâu và sậm một chút ấy thì nên chọn áo màu nâu thì nó cũng sẽ rất là phù hợp. Đặc biệt là màu cà phê hoặc là màu nâu của anh cũng rất là ok.
Thế là màu nâu của anh mà nó có cái màu da kiều, màu nâu sáng hơn thì lại phù hợp với những người da sáng. Ừ. Còn ví dụ như là tôi thì màu đen sạm thì anh thấy là tôi hay chọn màu nâu. Màu nâu, màu nâu tối nó phù hợp với da của mình đúng không? Đúng rồi. Thì trên đây mình nghĩ là đó là căn cứ thứ nhất là về chọn chất liệu da, và màu sắc là hai cái mà bạn có thể căn cứ để mà tư vấn cho bố bạn chọn cái áo phù hợp. Ừ. Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì nếu mà mình có cơ hội thì có thể đến FPT Leather. Tại vì thực ra FPT Leather hiện nay có 7 cơ sở ở Hà Nội đúng không? Đặc biệt là những cơ sở ví dụ như ở Long Biên, quận Long Biên, hoặc là Giải Phóng thì nó gần những bến xe. Hoặc là gia đình bạn có điều kiện thì cho bác lên tận nơi thử áo là tốt nhất. Hôm trước thì mình cũng gặp cái trường hợp ấy. Là có một anh hỏi là bây giờ là anh 45 tuổi, cũng 45 tuổi. Anh bảo là bây giờ thế anh mặc loại nào nó vừa. Thế là nhân viên tư vấn bảo là bây giờ anh cứ chơi kiểu loại cổ bẻ cho em. Cổ bẻ là hợp với những cái người mà gọi là trung niên một tí. Nhưng mà đến lúc mà bảo là thôi, để anh nghe vậy xong anh ra cửa hàng. Thế ra cửa hàng tự nhiên lại mặc con đúng con dây sơ, ông kết luôn. Không hiểu tại sao, ông bảo là đấy anh mà đúng như anh nói lúc đầu ấy là dáng người kiểu thể thao, rồi, khỏe khoắn đấy. Thế là mặc đúng con dây sơ phát kết luôn, mà thôi cổ bẻ không mặc nữa. Đúng rồi. Thường thì cái dáng cổ bẻ thì có thể hợp với người trung tuổi, nhưng mà cũng có những bác trung tuổi người rất là khỏe mạnh, trẻ trung, thể thao đúng không? Người ta muốn là nó mặc trẻ một chút thì lại họ lại mặc cái cổ tròn. Cảm ơn anh Sơn về những cái chia sẻ vừa rồi. Thì không phải để anh em chờ đợi lâu, chúng ta quay trở lại với câu số 2 luôn nhá. Em năm nay 23 tuổi và cũng rất yêu thích áo da thật, nhưng chưa có điều kiện để mua. Cho em hỏi, em thích một bạn nữ khá lâu nhưng không dám nói ra, anh có thể chia sẻ cho em một ít kinh nghiệm được không ạ? Từ từ. Sao hỏi một câu mà nói một câu xong lại hỏi một đằng là sao nhỉ? Tự nhiên đang hỏi áo da này. Ban biên tập nhầm hay sao? Tôi đọc lại kỹ lại, phải trừ lương cái ông biên tập này rồi. Thôi không sao, tôi đọc qua câu hỏi rồi. Thì mặc dù hơi nhầm bóc nhưng mà thôi cứ chia sẻ một tí. Tôi thì cũng gần trung tuổi nhưng mà chẳng may là cũng có người yêu ở đấy. May mắn là mình cũng có kinh nghiệm một chút thì qua câu hỏi này mình cũng chia sẻ. Về cái vấn đề của bạn thì hôm nọ mình có xem phim Mắc Biếc đúng không? Nó phản ánh rất là đúng cái tình trạng của anh em hiện nay nhỉ. Thì đôi khi là thích các bạn gái coi nhưng mà không dám nói ra. Nên có khi là ôm cái mối tình này đến tận 30-40 năm cũng dở hơi. Thì đâu bạn biết là khoảng hơn 30 năm. Thôi mình có một chia sẻ một chút với bạn như này. Tuy nhiên là mình rất thích câu của Mark Zuckerberg là rủi ro lớn nhất của cuộc đời mình đó chính là không dám mạo hiểm. Đấy. Nên là nếu mà trong cái thời gian bạn chần chừ này thì dở hơi dở hồn lại có một thằng khác nó mất, giống như ở trong phim Mắt Biếc của anh Dũng anh lại câu mất em Hà Lan của anh Ngạn. Anh Ngạn anh nuôi bao nhiêu năm dòng để Dũng nha, tôi hôm đấy là cũng mặc một cái áo màu giống áo tôi đang mặc đấy nha, nhưng mà nó hơi khác dáng một tí thôi. Đúng rồi, phải nói đến cái vấn đề anh Dũng hôm đấy là anh Dũng anh có một cái áo da màu đỏ mận đúng không? Rất là đẹp. Và cái áo đấy là ở FPT Leather cũng có một vài mẫu sản phẩm là cổ bẻ và màu đỏ mận như thế. Thế là hồi đầu mình cũng nghĩ là khó bán, nhưng mà hóa ra là sau cái chương trình này cũng rất là nhiều người hỏi han về cái mẫu áo da của anh Dũng. Tự nhiên lại có anh Dũng anh ấy mặc cái là thành ra là PR này, cho cái mẫu áo đấy. Mẫu áo luôn. Tôi cũng thích, rất thích cái mẫu áo đấy. Bảo hôm ấy tôi cũng có một cái câu nói mà tôi rất là thích. Tôi giống anh Dũng, thứ nhất là thích áo da và thứ hai là thích xe Honda, nghe nó cũng rất là vần đúng không? Tôi cực kỳ thích xe Honda đấy, mà những cái loại dòng mà như kiểu phân phối ấy, kiểu đấy. Nên là chia sẻ bạn một chút là nên tỏ tình sớm không thì chết đúng không? Đấy, còn về vấn đề tỏ tình thì mình nghĩ là bạn cứ rủ bạn gái đi chơi khoảng 5-6 hôm thì là bắt đầu là cái buổi thứ 5-6 thì mình bày tỏ. Tôi thì tôi hơi tâm linh là tôi không thích chọn số 4. Cố gắng là chơi đến buổi thứ 5-6 là tỏ tình. Thì hôm đấy cố gắng ăn mặc đẹp đẽ thơm tho tí, cố gắng mặc cái áo da thêm cho tự tin đúng không? Thực ra thì bây giờ xã hội nó hiện đại rồi ấy, thì chỉ có cái chuyện cầu hôn thì nó mới gọi là ngại ngùng khó nói mà phải cân nhắc đón đưa đúng không? Còn thực ra cái chuyện mà tỏ tình bây giờ cũng quá bình thường, có khi là nhiều bạn gái bây giờ cũng có trải qua 4 năm mối tình thì mới đến giai đoạn kết hôn. Nên là việc tỏ tình nên bạn cũng chỉ coi nó là cái chuyện bình thường thôi. Thì mình nên có sự chuẩn bị nhưng mà không nên là rụt rè mà ngại ngùng làm gì. Mặc cái áo da tự tin đi tỏ tình cho nó hoành tráng đúng không? Theo quan điểm anh như nào? Nói chung là sau khi hôm tôi xem phim Mắt Biếc xong rồi ấy, thì tôi
cứ phải theo cái trường phái là tôi bây giờ là mua một con Way Honda, sẽ đúng Way đúng Honda luôn, đến FPT Laser mượn áo da luôn. Đấy xong rồi đi, tôi có Way rồi, không cần phải đi mượn, nhưng mà cứ phải đến FPT Laser mượn áo da. Nhưng mà tôi như anh nói là 4 đến 6 buổi, à nhầm, 5 đến 6 buổi chứ không phải 4 buổi đúng không? Cho tôi mượn đúng 6 mẫu áo da luôn nhá, chứ không là tôi dỗi đấy. Ok, nói chung được. Là có cả mẫu da của anh Dũng trong phim Mắt Biếc ấy. Đấy. Anh em có thể là đến tham khảo cân nhắc là mặc cái áo da của anh Dũng đi làm sự việc cho nó cũng ok nhỉ. Ok rồi, tôi nhớ nhá, tôi là tôi ghi âm rồi đấy, lần sau là nhớ đến là cho tôi mượn đấy. Ok. Ok, cảm ơn cái câu hỏi mà không liên quan của bạn. Sai chủ đề đúng không? Như đợt trước người ta gọi là có cái câu mà nghe thì cực kỳ thuyết phục nhưng mà nó lại rất là vô lý đấy, à đâu, nghe thì vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục đúng không? Đấy thì cảm ơn câu hỏi vừa rồi của bạn, nhưng mà 2-3 tuổi là mặc áo da là ok lắm rồi. Rồi cảm ơn anh Sơn về những cái chia sẻ vấn đề tình yêu ngôn tình của anh. Ok, vậy là đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Thì hẹn gặp lại anh em ở những cái chủ đề, những cái tập tiếp theo của Trà Đá cùng FTTR. Và không quên cảm ơn đến Suri Studio đã tài trợ cho chúng tôi một cái concept, một cái góc Noel cực kỳ là ý nghĩa nhân cái dịp đầu năm mới này. Đúng rồi. Hy vọng là cái chương trình Trà Đá của FPT Laser sau này có thể là kết nối khách hàng của FPT Laser với những cái nhãn hàng mà chúng tôi sẽ lựa chọn, những nhãn hàng gọi là phải là uy tín và số 1. Ví dụ như Suri Studio có thể nói là thương hiệu về chụp ảnh cho gia đình và bé, có thể nói là số 1 của Việt Nam hiện nay với rất nhiều cơ sở trên toàn quốc. Rồi một lần nữa cảm ơn Suri Studio và cảm ơn anh Sơn Núi đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.